chú này hả chị hả? Dạ, là chú này. Dạ. À. Cái này là ông em và ông anh nó nằm ở trong. Dạ, vậy là hai anh em hả? Hai anh em. Dạ. Rồi thôi mình vô thăm ha. Bắt đèn lên đi chú. Dạ. Chị đang đi làm, chị nghe chị tiệm của mình. Dạ. Nhà tình thương. Quỷ vì nỗi đau da cam do luật sư Nguyễn Hoàng Dũng Việt Kiều Mỹ tặng. À cái này là cái nhà này là được Việt Kiều Mỹ tặng ha. Dạ. Tặng lâu chưa chú? Lâu rồi. Dạ. Việt Kiều Mỹ tặng cho cái nhà cất lâu dạ. Rồi. Dạ. À rồi à, chú bị tật hả chú? Rồi còn một người anh của đây, chú đâu? Ông anh đây. Ổng dạ. Chống á. Dạ. Dạ, con chào chú. Chú. Ông anh hồi xưa thì hai cái tay còn lắc lắc đi bấm đi số được, bây giờ bị tai biến cái liệt luôn. Tai biến hả? Ừ. Tai biến giờ nằm chỗ vậy luôn. Nằm chỗ vậy luôn đó. Dạ. Là ăn uống là vệ sinh tại chỗ luôn hả chị? Chắc vậy quá. Ở đây rồi, ỉa có cái bọc cái giấy một tiếng dạ. Nó không có ai nuôi cho hai anh em với nhau vậy thôi. Tôi ỉa cứ kia như cứ dê cục ngón tay nó móc rồi ra tới lũ đứt cái móc bỏ vô cái bọc đó. Dạ. Bị ăn cái kiểu đâu có ai chăm sóc đâu mà ăn uống có chất vậy này là chất kia. Hai anh em ruột thôi hả chú hả? Hai anh em ruột. À, chú về đi không? Alo, bác sĩ ơi, một chương trình tư vấn sức khỏe cùng với những điều của bạn này theo chủ đề của kỳ. Dạ. Chú đi là chú lết trong nhà vậy đó hả chú hả? Dạ. Dạ. Lết trong nhà ở đây có xây cái thành nước vuông vuông, ông ngồi trong đông tắm. Dạ. Còn ông này thì khỏi tắm đi, chỉ nhúng khăn lau. Tôi lau mình nó cái thau đỏ, tôi đẩy cái thau. Cho con hỏi chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? 70 tuổi. 70 tuổi rồi. Bảy dần. Dạ. Sinh năm 1949. Dạ. À, là chú bị tai biến này bao lâu rồi chú? Bị lâu chắc cũng 2 năm nay. 2 năm nay, hồi xưa là chú đi bán vé số hả? Hồi xưa là tôi nẹt hai cái giò. Nẹt hai giò lâu lắm rồi. Dạ. Nhưng mà ngồi trên xe lắc đi bán vé số. Đi bán vé số. Nó nẹt hai giò như từ đây đi từ nha mua quần chơi xuống thì cũng ỉa, không biết chứ đái không biết nhưng dạ. Mà tôi đi được. Dạ. Tôi chống cây rồi tôi đi chứ ỉa không biết mà đái không biết. Bán vé số nuôi em được ha. Dạ. Rồi đi bán vé số nhưng mà đi về chống cây luôn đi. Gần để ra xe lăn á. Dạ. Rồi chú cho con hỏi chú tên gì chú? Dạ Nguyễn Văn Đua. Nguyễn Văn Đua. Dạ. Nguyễn Văn Đua. Dạ. Trời khổ quá em ơi chú ơi. Ê. Vậy bây giờ là ở nhà không vậy chú hả? Cơm nước là chú em lo hả? Thì ông lết lết ông nấu vậy đó. Tổng dạ. Là tôi lết trên trọng chứ đâu có mần gì được. Dạ. Còn cái bọc này là cái ống không tiểu này nè. Dạ. Một tuần phải đi thay một lần. Không có lên nhà thương thay hết được nữa. Chú tắt dùng cái tivi đỡ ồn dùng con cái được chút. Bây giờ lên đâu có lên nhà thương thay mấy tháng nay rồi. Bị chở xe Honda một người, xe Honda nó chở một người tắt như tiếng đi. Chiếc xe Honda thì một người chở một người sau ôm. Dạ. Mà nó đòi ăn một chiếc xe Honda ôm thì nó ăn trăm mấy còn người ôm sao đó. Dạ. Mà cái đó tôi cảm ơn nó lắm, một bà sáu bắc này nè. Bà hỏi mày ông mướn xe Honda nó chở nhiều. Thì tôi nói tùy đi lên nữa mà mình đi chở nó không tiểu mình xong với cho lãnh thuốc rồi đó. Dạ. Mình về sớm thì nó ăn rẻ. Còn những mà lâu mấy tiếng hồ thì nó ăn mắc đi xem đã ôm mà. Dạ. Rồi ngồi ngồi sau nữa thì cũng tính là cũng 200 mấy. Cái bà tóc bà la, cái tôi la bà nó nói trời ơi chị đừng nói gì sao. Nó nghe được cái. Nó không chờ nữa không? Nó giận tôi rồi. Dạ, nó dạ. Giận tôi mơ mốt. Chị chỉ kiểu thương ông gì giúp đỡ là dạ. Xin gạo gì cho hoặc là thuốc men là chỉ mua cho ông uống không đó. Dạ. Chị cứ hỏi thăm hoài còn thuốc không cái ông ấy, ông hết lời mà ông không thèm nói, ông để cho chết mà giờ nó không chết. Trời ơi, tôi bây giờ nói thiệt, tôi cô thấy ngoài chùa không? Dạ. Trời ơi, cô này cũng anh tôi nhớ ơn cô lắm. Dạ. Cháu của ông thầy ngoại. Như chị nói chung là chị hàng ngày cũng đi làm từ thiện vậy đó. Dạ. Nhưng mà không phải được như cưng. Ví dụ như là cho phiếu gạo ở chùa cho thì chị đi cho. Rồi gặp mấy chỗ khó khăn á thì bệnh hoạn thì chị xin tiền giúp đỡ được chút đỉnh thôi. 5-3 triệu thôi chứ đâu có nhiều được đâu. Gạo thóc cổ cho với thuốc này cô cho mấy triệu. Thuốc đó. Dạ. Một lần chị mua chục hộp cho ông vậy đó.
Chị cái này vắt cái mùng lên nói chuyện được hả chị? Mà chị cứ hỏi ổng còn thuốc không, ổng nói còn cái cuối cùng nó tôi hết rồi đó. Mà tôi muốn để cho chết mà nó chết. Tôi bây giờ tôi muốn tôi đi cúng mùng hết năm. Cúng đầu rồi đó chị. Thôi cúng một đồng rồi. Cúng một bên được rồi chị ơi. Tôi bây giờ như điên khùng chú ơi, bây giờ cái chiếc nó không biết. Dạ. Bây giờ nó lâu quá cái không nhớ. Cô này vô ra cho tối đa mà tôi gặp cô tôi cũng không nhớ nữa. Chú cho con hỏi hồi xưa là mình đi làm cái gì chú? Cái hồi xưa trước đầu tiên thì tôi không đi làm cách mạng. Cách mạng hả lính? Làm cách mạng đâu tới tôi đi năm 61 á. Dạ. Mà hồi đó mới 11 tuổi à. Tôi giữ bò rồi sau tôi đi nhổng. Rồi sau này qua năm 72, 71, 71 tôi bệnh quá mình mấy ổng mấy chị bệnh hết mấy ổng cho tôi ra chiêu hầu chị bệnh. Chị bệnh cho tới năm 72 hết bệnh rồi cái nó bắt tôi nguyên dịch đi lính à. Dạ. Đi lính sư đoàn 7 rồi cái đi cho tới qua năm 73 tôi bị thương. Bị thương chút vết thương trên. Thì chú có thương binh không chú? Đâu có, tôi lính quốc gia mà. À cái lính là lính quốc gia, bị thương lính quốc gia. Dạ. Tôi mới bị thương cột sống nè, liệt hai cái giò. Thì năm đó tôi đi lính quốc gia. Dạ. Qua năm 71 tôi ra chiêu hầu. Qua Việt Nam Cộng Hòa chú hả? Dạ. Qua năm 72 tôi đi lính Cộng Hòa cho ông Thiệu á. Dạ. Rồi qua năm 72 tôi bị thương trúng cột sống lưng á, liệt hai giò. Rồi mấy ở cũng vợ tôi cũng còn ở cái qua năm Hòa Bình không có lương bổng mà chân bỏ luôn. Dạ. À, chú có con không chú? Con đứa con có gái. Đứa con mà nó nghèo lắm. Đâu rồi đúng. Chú? Ở đâu chú? Ở trên Miếu Ông mà nó nghèo nó lắm. Có chồng nghèo lắm. Có chồng nghèo hả? Ờ, nghèo. Rồi có hay về ghé thăm chú không? Lâu lâu 9-10 bữa nó xuống mua cá đồ nấu cho rồi. Ăn. Lâu lâu xuống kho cá đồ cho bữa. Quá. Dạ, cháu ngoài lớn chưa chú? Cháu ngoại hả? Cái thằng con qua chắc cũng 20 mấy tuổi rồi. Ờ, nó có đứa con à. Dạ. Ở đâu thành phố nó đâu có đúng là tôi biết. Chú là có hai anh em thôi hay là còn ai khác còn nữa? Anh Tư ở kế rồi. Anh Tư ở sau lưng hả? Anh Tư ở đây không cũng người ta cho tiền cất nhà đó không? Anh Tư bị gì mà cho tiền cất nhà? Không, cái nhà nghèo á. Cùng hồ nghèo luôn hả? Hồ nghèo cho được 45 triệu đó. Với ông thờ liệt sĩ, anh ruột tôi là đi cách mạng chết đúng không? À. Rồi bà già bà ấy rồi bà già chết bây giờ ổng là thiền sĩ. Cái người anh ba tôi đi cách mạng rồi ảnh là anh Tư. Dạ. Tôi là anh Năm. Còn nó là Út. Út. Dạ. Tôi, vậy còn tôi, mấy tôi, người tôi, hai ba rồi đâu hết chú? Trời, người anh ba thì liệt sĩ đó. À còn người hai? Người hai chết đâu hồi nhỏ tôi không biết. Dạ. Nói con gái chết hồi nhỏ còn người anh ba đi cách mạng chết. Rồi ông này thứ tư. Tôi ở ông nó thứ ông tư. Ông này thứ năm. Tôi thứ năm. Trời ơi, vậy chị này tôi không biết con chị gì không ơi, con cháu. À, tôi biết chị này công ơn tôi nhớ đời đời cũng cho hôm tôi qua nó làm cuộn kế bên em á nhưng mà em không biết anh là ba của nó không có biết là, cậu cho những ngoài chùa có quà cũng dạ. Cậu đem vô nói cho chung là ở đâu có là chị xin chị trở về cho ổng thôi. Dạ, chú ơi con hỏi nè, là hồi xưa là mình đi về và mình bị thương vậy đó rồi xong rồi sau đó là đi bán vé số rồi thôi ha. Không, mới sau này tôi bán số. Dạ. Sau này gì Hòa Bình rồi vì thời gian đó, tôi mới bán vé số. À, rồi bây giờ thu nhập của gia đình mình là dựa vào đâu chú? Bây giờ không có thu nhập, tôi có tiền bạc, có thu nhập nhà nước cho. Nhà nước cho hai anh em được bao nhiêu chú? Nhà nước người tàn tật có 410 ngàn. Một người? À, một người. Hai anh em được 802. Dạ, 400. Dạ. Để đóng tiền điện, tiền nước chú ha. Tiền điện này bây giờ mất đóng thì họ cả trước hộ nghèo thì mấy ông cho. Dạ. Mày bây giờ mấy ông khép tôi hai người này. Thoát nghèo rồi hai chú. Không có nhà nước nuôi bảo trợ nuôi tiền hàng tháng. Dạ. Giờ kiểu tháng 400 mấy bây giờ không cho tiền điện nữa. Thì không cho tiền điện. Dạ. Còn tiền nước này nhờ cái ông tư nhân ở cây nước ổng thì không phải cách mạng của dân mà giàu ta. Nó cho xài không? Người ta cho không mà. Dạ. Ông nghiệp tôi cảm ơn ổng. Ổng thấy ổng nói hai gia đình hai anh em nghèo thôi ổng cho. Dạ. Chứ ổng là tư nhân chứ không phải của nhà nước. Dạ. Trời ơi tôi giái cho chết mà không chết. Cái mạch máu này tôi cắt đứt liều luôn nè. Máu gà cuốn một đình tới nóc nhà mà chị cứ hỏi em còn thuốc không chị mua cho. Cắt từ từ á hả chú?
trời mấy ông nói ổng còn không à, chỉ nói ủa sao lâu quá rồi mà uống không hết mấy bà cán bộ quyện xuống tôi cũng buồn, nhiều khi có vui tôi cởi tôi hơi vui, cô này vui tôi nói xin kiếm tiền xin thuốc lẫn mua thuốc uống, rồi cái hoàn cảnh buồn nhiều khi chửi tôi nữa, nó nói thì đã tanh thôi rồi đó, rồi tôi muốn chết mà bị tận giận ba kỳ không biết sao chết rồi. Thôi, nói không bây giờ tại cái số của thuốc, mình rồi thì từ từ tới hết duyên thì chết chứ tự giận là sao được. Bây giờ thuốc mày ăn uống chỉ cho nó chết sớm chứ uống là sống dài. Rồi tôi buồn quá, rồi có lúc thì khỏe khỏe thì tôi cũng muốn sống. Quan trọng là bây giờ á nằm không rồi gắng niệm Phật đi. Trời ơi cô ơi tôi giấy. Đi đạo Phật đi. Tôi giấy đêm nào tôi cũng ngủ tôi giấy Nam Mô. Sao lâu quá rồi chị coi trên mạng không gặp nữa. Tôi gì? Dạ em vẫn đi làm bình thường mà. Ủa sao không có đưa lên mạng nữa? Có, ngày nào tôi, có. Tôi giấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Mới hồi tối này là chị đi làm á, nhiều khi 9-10 giờ đêm chị mới về, chị đi làm xài á. Tối này ở nhà chị coi trên mạng chị nói trời ơi sao Thảo giờ mất tiêu mà thấy gì tiếng Sài Gòn gì giờ cũng không thấy chân ta. Chú cho con hỏi chú tên gì? Tên Úc. Nguyễn Văn Bé. Nguyễn Văn Bé hả? Dạ. Dạ. Chú bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó không biết nhiêu tuổi nữa. Chắc 62. Không biết luôn hả chú? Nó tuổi con trâu mà lâu lắm mà không biết. Dạ. 62. Ông 70 rồi, chắc ông kia ông 70 là tuổi gì? Tôi dần. Tôi tuổi dần. Đi xuống dần. Còn nó không biết sanh mấy năm sau tôi không biết bây giờ. Nhưng mà chắc nó à, bây giờ là chú ở nhà vậy thôi à. Và cơm nước cho anh trai. Dạ. Chú không ngồi xe lăn được hả chú? Chiếc xe lăn xe lắc đó. Được. Ớn xe quá. À sờ xe quá hả? À. Dạ. Rồi chú là nấu cơm nấu nước trong nhà được. Được. Dạ. Cũng nấu tay. Rồi còn tay nó bị một tay rồi hả chú hả? Còn có xài được có tay hả? Dạ. Chú là bị tật bẩm sinh hay sao chú? Dạ. Đôi chân này nó cũng bị từ bẩm sinh luôn. Dạ. Thì lâu mỗi hai cặp giò này quá trời. Hai anh em ngủ hai giường. Dạ. Chú ba mẹ là mất lâu rồi hả chú? Mất lâu rồi. Dạ. Điện thoại liên lạc luôn. Ai đưa lại? Thăm nhé, tôi nói nhé, cô, tôi nói chú đi lại thì khó khăn không? Khó lắm ha, con thấy hồi nãy chú di chuyển lui tới trong nhà mà khó ghê luôn á. Chú suốt ngày ở nhà vậy thôi chứ đâu có ra ngoài đường ha. Đường trước đó cao gì đâu có bò ra được đúng không chú? Được, đi cũng thẳng đi được. Ở chiếc xe đó người ta cho mà lâu lắm rồi không đi hả chú? Cho anh tôi đi đó. Cho anh trai hả? Dạ. Nhưng mà giờ đâu có đi nữa hả chú? Giờ cái tay bị tai biến rồi nó đâu có ấy nữa được. Dạ. Trời, tôi cũng cảm ơn chú đến tụi mình. Giấy tôi giấy chết. Ủa sao bữa nay đi con mình à? Dạ. Con đi con mình. Bộ bây giờ ở Mỹ An hả? Dạ không. Ở Cái Bè. Dạ. Cô tôi diễn cô có đến mà tôi có nói gì chặt cô cũng trời ơi cô có gì đâu sai không tôi thiệt bây giờ tôi khùng khùng tôi nói tao bậy tao bạ hoài cơm nước cho chú hôm nay. Dạ. Cơm nước cho chú rồi. Dạ. Rồi cái người em trong này là người anh. Người anh trong này á là chắc phải bảy mấy rồi đúng không chú? Không, bảy mấy, 75 bao nhiêu đó. Dạ rồi mà con cháu cũng không có khá hả chú? Ổng cũng nghèo. Nghe bà hỏi người ta cho được 45 triệu đó rồi con xúm lại rồi mượn tiền thêm cấp được cái nhà. Cái mạng anh thấy gia đình liệt sĩ đó bị ổng thờ liệt sĩ đó. Chứ tưởng khá thì cũng giúp được cho em đỡ đần. Ổng thờ anh ba tôi liệt sĩ đó. Còn mấy ông thấy gì mấy ông mới cho các căn nhà mà người ta cho nước ngoài. Dạ. Chú cho con hỏi cái nhà này cũng nước ngoài cho luôn hả chú? Ông Lục Sư Đỗ Dũng, Việt Kiều Mỹ. Cho lâu chưa chú? Lâu rồi, cách cũng không biết, tôi cũng bị chục năm chứ chú? Chắc độ đó không tới. Dạ. Bởi vì đầu óc bây giờ tôi hết nhớ chứ phải tôi đừng có bị tai biến thì tôi còn nhớ. Dạ. Bây giờ nó nói cho người tôi không biết cái cô mà xuống bờ hổm đó sao xuống nói ông bác sĩ gì đó tôi chừng ông về tôi mới nhớ. Ông đưa cái bao thơ tôi cầm đây nè. Hồi sau cấp chụp hình tôi quên tôi bỏ mình đây tôi không có cầm. Nhà không có gì hết trơn.
Tôi nói gì đâu mà ngu gì không nhớ ta. Nhà trong lòng. Cảm ơn. Bao thơ cho người ta chụp với cảm ơn mà tóc bỏ cái hồng. Rồi là không cho người ta chụp của cậu cũng đứng nó cũng khổ không nhá. Chú vậy có đau ốm gì không? Không. Dạ vậy hả? Đau chân á. Dạ. Cậu nhắc giùm tôi cho cầm cái bao thơ lên. Cậu cũng không nhắc. Tìm cậu. Cậu người nghèo cậu đi chỗ này chỗ kia cậu cho. Dạ. Chỗ này nè. Trời, chú đi thấy khó khăn quá hả? Dạ. Dạ. Ông bò gì đó, cái ông để nồi cơm tới trước, cái ông bò tới, cái ông đùa tới trước chị đó. Dạ, chú bị như vậy mà còn phải lo cho anh trai nữa. Rồi chú cho con hỏi là cô đi là từ lúc mà chưa giải phóng cái hả chú hả? Bảy mấy, năm bảy mấy hả? Vợ chú á? Hầu Hòa Bình mới bỏ. À, Hòa Bình mới bỏ hả? Như là ông bị cái này là lính ngụy. Dạ, tôi dạ. Rồi tới giải phóng rồi là không còn là hết rồi, hết lương á. À, dạ. Bỏ. Dạ. Còn cả chú tôi đi cách mạng rồi sao tôi đi ra cái. Thì chú đi... tới hai phe luôn. Hai phe bị bệnh. Tôi dạ. Bệnh rồi mấy ông cho ra chiêu hầu rồi đứng trị bệnh á. Dạ. Rồi chỉ hết bệnh nó bắt tôi đi quân dịch. Dạ. Quân dịch đi lính cả nó có lương rồi vợ tôi còn ở. Dạ. Rồi khi giải phóng miền Nam rồi không có lương bổng thì nó bỏ tôi luôn. Dạ. Thôi vậy nè chú, hôm nay con xuống con ghé con thăm hai chú đây ha. Dạ. Dạ. Có gì con đưa cho chú anh được không? Được. Dạ, hai anh em xài chung mà ha chú ha. Dạ. Dạ. Đó, thì có cái hai cái chai dầu, con gửi cho chú cái dầu này, dầu xoa bóp đó chú. Dạ. Mình nhức mỏi rồi chỗ nào thì mình xoa. Dạ. Giống như dầu gió xanh mình mà cái dầu này dầu của Hàn Quốc. Mình sức mẹ sức tai á, cái chỗ ta tê được, được sức mũi được thơm hả, sức lỗ mũi được dạ được đấy nè, họ mình dạ. Sức được tất cả mọi chỗ á, giống dầu nóng cái gì đó chú, vậy tôi để dành được sức lỗ mũi dạ vậy cái này tôi... dầu của bên Hàn Quốc của các em ở bên Hàn Quốc gửi về tặng dạ vậy, đây con để cho chú ha, con gửi con gửi tặng chú dạ, hai hộp người hộp người hộp để xài dạ, cái dầu này giống dầu nóng của Hàn Quốc đó chú. Đợt trước thì con có nhận cái dầu xanh nhưng mà giờ hết dầu xanh rồi, còn cái dầu Hàn Quốc này à. Tôi xin cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi còn đây là cái số tiền 2 triệu của cái em Minh Kiến ở bên Sydney của Úc á. Dạ. Dạ, gửi về biếu hai chú để có tiền trang trải. Dạ. Dạ. Em này gửi về một cái số tiền lớn và cứ gặp ai thì chia ra cho người chiều 2 triệu á, thì hôm nay con xuống hoàn cảnh của hai chú á. Dạ. Thì con gửi 2 triệu chú ha. Dạ. Dạ đây con gửi chú 4 tờ chú ha. Dạ. Dạ để chú hai chú có tiền trang trải mua thêm dạ. Đồ ăn thức uống đồ gì đó. Dạ. Rồi, thuốc men đồ. Dạ. Rồi. Thôi được rồi chú khỏi. Dạ không cần được. Bao thơ mà ông quên cầm. Dạ ông sao đâu. Chị kia chị đưa bao thơ ông. Đâu có sao đâu, chú cảm ơn cái em Minh Kiến này ở bên Sydney của Úc đó chú, nước Úc. Có nói bác sĩ Vũ. Đây nè, bây giờ nói cảm ơn cái người đang cho tiền. Dạ, bây giờ tôi cảm ơn cái em đó ở bên Úc á. Dạ. Vậy tôi cảm ơn cái cô bên Úc. Cô bên Úc cho tôi số tiền 4 triệu. 2 triệu mà chú. 2 triệu thôi. 2 triệu. Anh tôi vô cùng cảm ơn. Dạ. Tôi xin cảm ơn cô ở bên Úc á, cho hai anh em tôi tật nguyện 2 triệu, tôi vô cùng cảm ơn. Dạ, thôi chú có tiền để trang trải ha. Dạ. À con cho con hỏi hai chú có xài số điện thoại không chú? Không biết. Không có biết xài số điện thoại luôn hả? Giờ số cũng đâu biết. Chú về đây mà ai ví dụ muốn tìm nhà chú để vô thăm thì hỏi sao? Hỏi địa chỉ sao? Ai cơ? Nếu mà cần cứ cho số điện thoại chị đi rồi chị dẫn tới con được. Con này với tôi đâu biết. Rồi thì cho con hỏi đây là địa chỉ về ấp gì xã gì chú? Ấp Bình Hòa. Ấp Bình Hòa. Xã Mỹ Hội. Xã Mỹ Hội. Huyện Cao Lãnh. Huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Yeah. Hoặc là cả nhà ai có muốn ghé thăm hoàn cảnh hai chú thì có thể gọi số điện thoại của chị này. Chị cho em đọc cái số điện thoại của chị giùm em cái. 079 694 6492. Chị tên gì chị? Chị tên Thành. Chị Thành ha, đó chị Thành sẽ dẫn mọi người vô tới tầng nhà, đó, giống như hồi nãy chị cũng dẫn mình vô tới nhà thế là cả nhà. Rất là cảm ơn chị ha. Rồi thôi con hôm nay con ghé thăm hoàn cảnh hai chú, vậy thôi bây giờ con tiếp tục con đi rồi tối rồi. Dạ, vậy tôi cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, rồi. Thôi con chào hai chú ha. Dạ, tôi cảm ơn chú nhiều với cô, chú có liên hệ với cái cô dẫn Út cho tôi kính lời thăm con nhiều nha. Dạ, dạ. Rồi con chào chú. Yeah.